Vâng, được trước mặt hay xin ác khang đề lý khai xôm chủ sư hệ đám phố sư vắn đại chí phát tịch phu đã thả bị báo tôm tục chỉ ở kệ nhụ sau tu nhạc xuống phố miền vì sư hệ đám bà. Ba ba miệng phố. Ai đám chụp nụ được ngay khi đọc buôn mẹ cả đáng thật ta ai đám không niêm chi kệ nhụ sau tu hệ đám mơ khơi tham ở đó món hình mẹ cả xe phẩm mà mẹ hãy ban châu rùm trong ca chụp xuống đây đám bà xuống chế lắm. Chuyện sau đây chúng tôi đã ra bộ đồng miền dưỡng miền châu chúc mua thông bạp châu rồi cảm bị thi đi trả ơn chiên phạm bộ này nó chẳng trong miền tờ phòng chất vinh tế đây chúng tôi bỏ bộ đã ra bộ miền dưỡng ở đây bán châu chúc mua hỏi hỏi chúng tôi xong bộ miền ca ôi là tạm chúng tôi ăn gặp hiệp một chúng tôi mà ăn gặp hiệp là đã mà chúng tôi trả ơn chúng tôi xong bộ miền ca cắt một hồi vinh đời ta tí tăng riêng chấm nó như ai bán tập tua bán trong rồi buôn buôn quan trầm rồi tập buôn quan tập bay rồi tại còn nó như thế chúng nó lại còn đã mau bị trả những người nào xong một chiếc trả thì còn ở dùng còn cắt tập thoi vinh bạn tập thoi tu thành được dùng thông thông ấy còn bán cắt chúng nó thoi chúng nó mà được phát là hay nhà lược lại một chiếc cắt vào cái fan tập nhẹ tay tập nhẹ dân làm bay ở miền tây bán trôi trả ông có biết còn thế vì mình bán cúp khi này ta còn nhiều tập thì thế ông có biết bán chúng nó trả nó là như ai đó ngay động buôn này ra nên cho tài đom vô khơi nhưng mà chùm nụ lực biết ai đom mơ khơi những cái con đồng lại nâng bây giờ chỉ khác mẹ cần sẽ để cho ban khi lại cho được ngay động buôn mẹ ra này đó nhưng đằng hai tha ở chín năm pi pon một thầy bảy nấy cứ chín năm trong cái đó nè nạp thì cầm mùi bảo thì là tha bị bao ba những tương ai kết tha miệt cả bộ sở độc tra nằm pi pi tầm đại bị dụ đại bàn lục thật đặc nòm dạ pi trang chín năm mất còn tại dịch tham này cứ chỉ trong ngàn năm mùi chín năm mà nạp trong còi một dài nữa chín năm thì cũng bậc dịch tình nghĩa ca chấp đa ấm trong ngàn năm thì cũng tới tiết đại được trong dạ về lão chiên mà rồi đi rồi ngày cái chẳng dù còn lòng đấy chẳng chỉ là những cái thời gian ai được tu ban trả thay sự bất tập hòa để ở đấy giờ cắt cắt bắt chỉnh ban năm pi nhà sa po đồng miền bằng dưới để ban châu rùm trả chẳng thấy ban thì cái nhóm nông niệm nông nhóm chiến thần Arika rồi ai nằm rồi mình tray của sông Bồn miến bạn đặt sơn nào sông nào sông cù cá thắt sông tuyết cho mọi miền tịch chụp chụp to bật thì pru những bạn vui đã có hai vì thiên ca cũng bỏ dưới những bạn đó sai được sao này hơi còn ta hay lấy đi cái miền với ca đi cho biết điều đa sắp tiền lấy dưới cũng tạm đã mượn tham việc ca này nên và ai được miền chuẩn nói ấy đây là nhà cái xe bằng sơn sông tạm dạ sau tu của sông Bồn miến ai nằm rộng tray tất cả những chỗ đông ai chụp lớp tích ai trong miền chúng mới trồng cam thì cam bỏ mát đấy được nào được lại chùa và nơi về môn đang chụp nốt này đó bạn trong chụp nào ông chụp nốt po bao đại sa po thì mình chỉ tra ở đại sa lần ní ở diện cật bàn hà là có thu po biết bàn phơi càng thì tra ở đời vị sai ní ai có lo bàn được thu chụp nốt po chỉ rưỡi rưỡi thì đại sa po thì miền trang thì chụp tu được tu cả sai online cả sai bóc cùng mấy được ở nữa ta bây giờ về thì ca tên xe đôi chỉ về thì ca chụp nốt đại sa po thì miền chụp mỗi lần ai cụ kẹp phong để điệp chọn là đại dòng ca UNESCO đối đối với về thì ca nhà địch quân này từ phương làng tới mấy mấy người thì ca này quân lực thì đập bốn đấy nhưng nhưng khơi những phi bay hai tập cho mà chúng nó này đã ra phong biến chụp rồi chỉ thang trụ tu được tu hay tu sai ca thì tới quạt bạc để chuẩn là xa nhà khăn tới đi đầm bóng nga dân tới rưu gọi là xa bị tiền nạn là đi là thả thì ba ban phương ca vì này vô hay khá là chả nào xung quan tới cái phát phong cho mùi nâng à hết thả ra chân phong chắc là bỏ quạt đấy chân quạt vừa quạt ai vì đi dụng của thay mình chân tất bạc bóng ca phong ai ca phải nó tăng nó bọn bộ dụng của chân tử cho nói mới tiết đôi chứa ca nghe đại dương ở phía đài tha đi vị trụ được của tu ấy đang còn miền tạng nhà hạ bạch chôm rừng lâu chụp bạp khá hơn lý tệ vị thi nó ca cho bệnh chi chứa phép đôi chứa đi ong là phép online dưới mình tạng nhà hạ bạch chôm chứa kế được nâng phía là lý tệ vị thi này ca cho bệnh chi thì họ đối với các cơ bình chí, môn cơ bình chí trong cổ ca bị cơ thông bỏ ra miền bàn cổ ca hay để cho nơi cơ thông bình chạy cảm, bàn bị cơ thông bình chạy cảm mới bị nhận chấp đám thì thay vì thi và to có tiết đối chí từ bậc cả phân nơi ai phân đà hay được việc ca dù đang là bọn nhà xa qua miền dưỡng ở phần chú bác và lấy nó từ phân đà cái phần này là phần này đó vì miền bàn nhà hạt chào chẳng có thể cho thắng cái bàn lượng lãng chung từ một điện thoại bà chỉ phòng tìm bàn nhà hạt đi và đang hơi miền trở lại của phần nắng như thế chúng nói xây xây tiết dương kết thông đôi chia chúng nói đoạn đa là thế đôi xa dương thứ mấy là mấy control ở địa xa control ở vị sai phần miền dương miền cao đi chấm rác và coi đời thay thà là miền cao châu ruộng vì địa xa phần miền hay là đã bình tất lại tiếp cái cam trên tế bằng dương nói vì bạn bắt phải bạn trung từ lý ai đóng sầm lăng mơ khơi hàng vì chúng mình đang nâng cao và coi và bảo chỉ về xa phần miền mà nhà cái xe dương mà đóng đi ai đóng ai cứ về chuyện tha đầm lá ca ăn được quạt nâng bọc cọp chỉ đã bọc quạt đầm lá ca giống mấy sợi đầm bạc
dương bao dương mơ chi tu từ được mũ dương kha xa po là miền tây cam chi dương miền ca prai pru tràn hai dương bài khác đã thuê ca nông bị say ní mua chủng nôn thông mua chủng nôn thông các thuê ca prakop đầu chi chi vẽ hai miền tây tự có tới cho rum chu trong sùng cung chi dương lực lên để mua chủng nôn tội đi hai ca nghe được anh ní khi ông có kết hạ cắt bạch bàn pì ca cho rum pì ca ផ្ដាល់នៅអន្តរជាតិណែនាំមកសំខាន់សំខាន់របស់សម្ដេចយុរ៉ាន់ត្រីក្នុងរយៈពេល 5 7 ឆ្នាំហ្នឹងយើងគិតទៅថាយើងនេះបើសិនជាយើងជួបផ្ទាល់មុខយើងជួបបួនលើកហើយនឹងជួបដោយលោកចេញជាសាញាជូនវេទិកាដែលវេទិកាយើងនេះចំនួន 2 លើកអញ្ចឹងដល់ឆ្នាំនេះឆ្នាំទី 7ហើយដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់មែនតើសម្រាប់វិស័យព័ត៌មានតែតាមខ្ញុំចាំមួយឆ្នាំលោកទៅធ្វើការងារតាក់ទងនឹងវិស័យនេះដែលបានចូលរួម ចូលរួមផ្ទាល់ជាមួយវិស័យនេះរហូតដល់ទៅ3លើកឯណោះក្នុងការចេញសារហ្នឹងទី1នៅវេទិកាថ្ងៃស្រីទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានថ្ងៃ3ឧសភាហើយវេទិកាវេទិកាអ្នកនិពន្ធដែលគ្រងដែលធ្វើឡើងរៀងរាល់ខែធ្នូនៅរៀងរាល់ឆ្នាំហើយនឹងជំនួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្នែកខែអ្នកក្រានេះហើយមានអាចមានចន្លោះពេលនឹងមានកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតដែលលោកអាចផ្ដល់នៅអនុសាសន៍ណែនាំបាទជាអ្វីដែលឥឡូវមើលឃើញអំពីចំណេះដឹងវិជ
Bà con này đón phố văn đã bán phó kết quyết của chương trình này mai sau dự kiện đón bà. Bà con.